खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है। Có bao giờ bạn đã thưởng thức các món ăn của người Ấn Độ chưa? Nếu vậy, xin mời quý bạn đến nhà hàng Savoy. Nhà hàng Savoy với hơn 40 món ăn truyền thống của người Ấn Độ, đặc biệt với những món ăn cà ri dê, cà ri bò, cà ri gà và các món cơm: cơm cà ri dê, cơm cà ri bò, cơm cà ri gà, bánh nên. Savoy cũng phục vụ với những món ăn sáng kèm với các loại nước chấm đặc biệt. Kính mời quý khách đến thưởng thức. Savoy tọa lạc tại số 11246 South Wilbrick Street 145, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Số điện thoại 281 568 6772.